chào mừng quý vị đến với chương trình Ảo Thuật Sắc Đẹp. Chương trình của chúng tôi được phát sóng vào lúc 19 giờ tối Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Sài Gòn Life thực hiện. Và chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn Trend Tip, nơi tìm kiếm bí quyết làm đẹp, để đồng hành cùng với chương trình. Ngày hôm nay tự nhiên ra em cảm giác là thần thái của chúng ta nó sang trọng. Sang trọng. Và mình nói chuyện một cách rất là nhẹ nhàng. Đúng rồi. Ôi mệt quá em. Chị ơi, chị mệt quá, chị bị ngớt ngồi. Em cảm thấy không phải là mình đó chị. Không, không phải là mình. Dạ. Mình phải hơi một chút xíu năng động, tươi tán cho mình. Kiểu như là mình cứ quý phái vậy hoài chắc mình chết thiệt luôn. Còn bây giờ thì ngày hôm nay hai chị em của chúng ta đã có rồi. Đúng rồi, thì phải có một người đặc biệt nữa không thể thiếu, đó là anh Nam Trung. Và bây giờ thì xin giới thiệu makeup artist anh Nam Trung. Xin mời. Ủa? Ai ạ? Dạ, em nghe nói là hôm nay là chủ đề là mặc đồ dạ hội rồi này nọ. Đúng rồi. Đúng không? Anh muốn được xa lánh. Xa lánh đi nào. Chứ gì đây nó lồng lộn quá, anh cũng sợ. Anh đừng nói vậy, là tụi em làm đúng red code của chương trình đúng, thôi. Đúng, đó, vì cái chủ đề của chúng ta ngày hôm nay là dạ tiệc mùa đông dạ. Mà. Nhưng mà thôi, hôm nay cho anh về đúng cái công việc của anh là make up đằng sau hội trường đi. Là anh được phép mặc đơn giản nhất có thể. Nói chung là nó sẽ thoải mái để phù hợp cho cái vận động trong công việc của mình, đúng không anh? Với cả thường á, những cái người làm nghề make up không có ngày lễ. Noel nha là lịch book kín luôn. Dạ. Tết Tây cũng lịch book kín luôn. Khi mà mọi người đang hưởng thụ gọi là gì, pháo hoa trên nền trời, thì make up nằm ở nhà thở. Dạ, thật ra thì em nghệ sĩ cũng vậy. Là đi là đúng không? Ở ngoài đi chơi được hết, dạ, đi đúng làm rồi. Hết. Cho nên là lâu lâu được quất hai cái bộ đồ như thế này là hai chị em mình cảm giác nó lạ lắm. Thiệt lạ lắm. Nãy giờ tụi em cảm thấy hơi bó, không, hơi nóng. Không có tuổi em, chỉ có mình em thôi. Tại vì chị cảm thấy vất vả rất là có nóng mà. Do thời gian nó hạn hẹp lắm, em không kiếm được cái chuẩn lông. Cho nên em lấy là cái áo gió lông của em ở nhà, em khoác lại, chứ thật ra là đây là cái kiểu là xa lánh nè, đây là cái kiểu gốc của nó. Nóng, dạ. Nóng, thôi thôi thôi. Nóng, em để nóng vậy cho. Nóng không em, thôi vậy đi hả? Dạ đúng rồi, cho nó vậy cho nó phù hợp một chút. Ôi, xíu ạ. Người em nóng thiệt em. Đổ mồ hôi rồi chị, đổ mồ hôi rồi. Sang tin chắc rằng là chủ đề này quý vị khán giả cũng sẽ rất là nóng lòng mong chờ. Nhưng mà trước khi đến với chủ đề chính của chúng ta thì hãy gặp gỡ khách mời trước nha. Khách mời của mình là ai ta? Nghe nói là người quen của ai đó, nhưng mà không phải là người quen của chị, có phải là người quen của em không? Rồi, vậy là người quen của anh Nam Trung nè, đúng không? Rồi. Một người bạn của anh đã dành thời gian ngày hôm nay khi có mặt ở show, thì cô đã phải bay từ Thái Lan về. Và cái công việc của chị thì nó thường liên quan tới truyền cảm hứng và phải đi rất là nhiều nơi. Ngày hôm nay khi mà có mặt vị khách này ở đây thì chương trình cũng phải liên hệ khá là lâu. Và không để quý vị chờ lâu nữa, Trung xin được giới thiệu một người bạn của Trung ngày hôm nay đến với Ảo Thuật Sắc Đẹp. Và xin giới thiệu chị Đường Thu Hương ạ. Dạ, chào em, chào chị. Chào everyone. Chị Hương ơi, chị gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả nha. Hôm nay đứng ở trước toàn là mấy cô đẹp thành ra khớp quá. Xin chào tất cả các cô đẹp ở đây. Xin chào tất cả các quý vị khán giả của đài truyền hình HTV7. Dạ. Đây nè. Cái phong cách này mà vô bộ đồ này mới đúng chị ơi. Mình nghe cái là mình cảm nhận được liền, mình nhoi quá. Điềm tĩnh lại đi các em. Chị Hương ơi, phải nói là cái layout của chị ngày hôm nay, bộ đồ này nè và make up nữa, em cảm thấy là rất là sang trọng luôn. Vậy thì không biết là cái layout này có phải là cái cách mà chị hàng ngày chị xuất hiện không ạ? Thật ra thì cũng không phải là hàng ngày xuất hiện như vậy. Tại vì thiếu Nam Trung 10 năm nay thì ra không có được đẹp lắm. Nam Trung bỏ Hương là cũng 10 năm rồi. Nghe là Nam Trung là cái show này thì ra tức tốc là phải bay về để hành Nam Trung hôm nay chơi vậy đó. Wow, chết rồi anh Trung ơi. Trời ơi, anh Trung hot quá. Chúng ta sẽ cùng nhau thử xem chúng ta sẽ lại làm gì. Đúng rồi, 10 năm sau khác gì 10 năm trước không anh quý vị? Ngày hôm nay cố gắng làm sao mình phải đẹp một chút, để cho bạn mình phải làm mình đẹp hơn.
Nhưng cái điều đó mới là cái điều khó. Và là mọi người sẽ thấy được thêm một cái tài năng khác của Trung. Hôm nay chắc là nhiều câu chuyện lắm. Câu chuyện này mình đứng nói hoài thì chắc không xong đâu. Cho nên mình sẽ ngồi xong mình nói chuyện tiếp. Và kính thưa quý vị, đừng chuyển kênh, chúng tôi sẽ quay lại ngay. Chào mừng quý vị quay lại với chương trình Ảo thuật sắc đẹp. Và bây giờ thì chúng ta sẽ bàn về những cái vấn đề mà lại là liên quan tới bí quyết làm đẹp. Thì theo em biết á, là em nghe nói là chị bận việc tới mức độ là một ngày nhiều khi chị đi tới 2-3 nước lận. Mà em đang hơi thắc mắc là một ngày sao chị đi tới được tới 2-3 nước lận gì chị? Tại vì mình đi sân bay không là đã cũng có mất một mớ thời gian, mình di chuyển cũng là mất thời gian, rồi ra ngoài đó chị đi làm việc xong đi di chuyển chỗ khác, nó sao mà là đi được như vậy vậy chị? 24 tiếng đồng hồ á, nhìn á thì có vẻ là ngắn nhưng mà rất là dài. Ví dụ như là mình từ đây á, mình viễn cảnh qua Dubai, ở Dubai hết 7 tiếng đồng hồ, nhưng mà cái thời gian á thì nó lại khác nhau. Rồi từ Dubai để bay qua châu Âu thì châu Âu thời gian nó lại dịch ngược lại như vậy. Rồi nhiều khi đó là chị chỉ có họp ở đó 2-3 tiếng đồng hồ mà lại họp cả trong sân bay, xong rồi lại bay qua nước thứ ba. Wow. Thời gian như vậy. Một ngày mà chị đi tới mấy nước mà chị mỗi lần đi máy bay rồi này nó di chuyển á, theo em biết là da nó sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều. Thông thường á thì trước khi lên máy bay thì Harry lúc nào cũng rửa mặt sạch hết rồi thì mới đi chuyến. Tại vì làm như vậy cho nó da nó mình còn thở nổi á, còn không nó bí á, nó rất là bị khó chịu. Mà em không biết sao chị có thể giữ được cái nhan sắc của chị, và chị biết cái bí quyết chăm sóc da của chị như thế nào khi mà chị di chuyển liên tục ở các quốc gia. Như vậy là khen rồi, thôi cảm ơn chứ. Thật ra đó là cũng dễ lắm. Người phụ nữ của mình thì chỉ cần chăm chút một chút thôi, không có gì cần phải khó khăn. Như là mình đi di chuyển nhiều, mà nhất là ở trên máy bay đó, thì người ta bạn lạnh lắm. Mà khi máy bay nó lạnh thì cái da mình nó khô. Mà da mình nó khô thì thường thường là ngứa, mình hay gãi, hoặc là xuống cái là bắt đầu make up là nó không ăn phấn. Thế thì ngoài là rửa sạch mặt như Harry nói thì Hương bỏ trong cái bóp cái mặt nạ dưỡng ẩm là lúc mà mình ngủ đó, mình đắp cái mặt nạ lên mình ngủ, cái mình tỉnh dậy là mình khô mình lấy ra, sau đó mình dưỡng một cái lớp dưỡng ẩm á. Và Hương khi mà Hương chỉ cho những cái người bạn á mà xài mặt nạ đó, thì một ngày có nhiều người xài hai cái mà nhiều cái lỗ chân lông nó se khít luôn. Thì cái đó cũng là một cái bí kíp. Và đặc biệt là mình uống nước nhiều, thì mình chỉ cần uống một ly nước ấm mình ngủ thì cái lượng nước đó nó cũng có ở trong người để cân bằng cái độ ẩm ở trên mặt mình. Lại một lần nữa mình lại thấy cái mặt nạ nó quan trọng Harry ha. Quan trọng thì anh cũng vậy đó. Mỗi một lần mà phải bay đường dài á, anh cũng sẽ rửa mặt sạch trước. Xong lên máy bay là anh lấy cái toner anh lau. Xong là anh đắp cái mặt nạ lên, là tới nơi là nhìn cái mặt mình nó đỡ bị sọc sạch. Đúng rồi anh. Thì rõ ràng đây là một cái tips mà rất là bổ ích cho quý vị khán giả, đúng không sao? Dạ vâng ạ. Có một cái nữa là mình chỉ cần có một cái son nhỏ xíu thôi. Cái lúc mà mình vừa xuống một cái là mình đánh tô son liền. Đúng rồi. Và cái còn dư một chút mình đánh lên má hồng chút xíu. Mình làm như vậy thôi là mình cũng đủ tươi tỉnh. Khi mà mình nhìn gương á, mà mình thấy mình tươi tỉnh á, thì bản thân mình cũng cảm thấy tự tin hơn. Và mình xuống mình cũng không có cảm thấy mệt mỏi nữa. Dạ. Nói về cái sự tươi tắn á, thì hồi nãy giờ á, là em nghe chị Hương chia sẻ về cái bí quyết để mình dưỡng da. Nhưng mà em có một câu hỏi mà nãy giờ em rất là muốn hỏi chị. Tại vì em quan sát chị từ nãy tới giờ á, khi mà chị chia sẻ về cái sự bận rộn của mình á, gương mặt chị cũng đầy sự vui vẻ và rất là tích cực với điều đó. Thì chị Hương có bí quyết nào để mình giữ cho cái tinh thần của mình lúc nào cũng nhiều năng lượng như vậy không? Cảm ơn xem trước. Tại vì hôm đến đây thứ nhất á, là gặp lại bạn Hiền thì phải vui rồi. Thứ hai á, là biết là sẽ có hai cô host rất là xinh đẹp. Thành ra mình cũng phải tươi tắn luôn. Tất cả mọi cái người ta nói là xuất phát từ cái đầu của mình ra. Ví dụ mình nghĩ cái chuyện nó rất là đầy năng lượng thì nó sẽ là năng lượng. Nghĩ đi, một người phụ nữ mà có thể là vừa giỏi việc nước, đảm việc nhà nè, vừa phải sinh con nè, vừa phải lo cho con rồi lo cho gia đình chồng, gia đình vợ, mà nhất là những cái người mà lại công tác xã hội nữa, thì mình ra mình gặp đối tác mà mình hầm hầm như vậy thì ai mà thích mình. Bản thân mình cũng vậy, mình đâu có muốn gặp một người nào mà mình cảm thấy là mình đem lại cái nỗi buồn cho người ta đâu. Thành ra mình nghĩ rằng là ok, mình đến mình gặp bạn, mình gặp những người sắp sửa làm bạn mình đến với những người quen, với những người phụ nữ đẹp. Thành ra mình phải chuẩn bị một cái tinh thần rất là vui. Trong cuộc sống thì người ta nói là cái điều mình mong muốn thì ít, nhưng mà cái người mình không mong muốn thì nhiều.
kể cả điều mình không mong muốn thì người cũng sẽ đến. Vậy thì cái thái độ mình đón nhận cái điều đó như thế nào là tùy thuộc của mình. Cũng như là Sam với lại Harry với lại Chung thì chết chát một chút cũng biết là làm việc cũng căng thẳng lắm. Một ngày làm show rồi còn phải đi về lo cho gia đình. Nhưng mà tại sao mọi người cũng đều đẹp như nhau? Chắc chắn đó là cái gì? Đó là cái tinh thần của mình. Đó là cái mình nghĩ là mình làm như vậy là thứ nhất là cho mình. Đúng không? Mình đẹp cho mình và cái show này là cho mọi người. Người ta Hương nghĩ là cái tinh thần đó là cái điều quan trọng nhất. Lúc nãy chị Hương nói tự nhiên cái anh cảm thấy nó hơi mé mé với anh xíu. Sao vậy anh? Bởi vì nhiều khi anh cảm thấy trong người nó mệt á. Anh có cảm giác như anh quạo dễ cọc với mọi người đúng không? Anh buồn cả thiên hạ hay không? Không biết nữa. Hình như nó là cái tính trong người á. Không phải là cái tính trong người mà em nghĩ là cái đó là cái cảm xúc dễ thấy của mỗi người khi mà chúng ta mệt quá, quá căng. Còn chị Hương là đã luyện lên cái mức thượng thừa rồi. Qua câu chuyện của chị thì em nghĩ là bọn em cũng như là tất cả quý vị khán giả cũng sẽ phải học suy nghĩ tích cực hơn trong cuộc sống mỗi ngày. Quay trở lại với cái câu chuyện mà diễn ra ở một người phụ nữ mà bận rộn như là chị Hương á, thì ngoại trừ là mình có sử dụng mặt nạ nè, thì còn một cái sản phẩm nữa mà em nghĩ là cũng sẽ rất là thích hợp cho những người phụ nữ bận rộn, đó chính là cái sản phẩm dưỡng da mà Tone Up. Ở đây thì em có một cái sản phẩm mà em cũng mới phát hiện gần đây và em rất là yêu thích luôn. Em rất là thích sử dụng những cái loại kem dưỡng mà nó có sự tone up một chút xíu nha. Với những cái ngày mà chúng ta không có đi làm, không có cần phải make up nhiều á, thì em sẽ sử dụng dưỡng da ban ngày nha. Nó sẽ có độ tone up như thế này. Bởi vì khi mà mình ra ngoài, mình không có cần make up, mình chỉ cần một cái lớp kem dưỡng nhẹ thôi, nhưng mà vẫn khiến cho cái làn da của mình nó tươi tắn hơn. Như chị Hương nói là nó rạng rỡ hơn. Đúng rồi, và tô miếng son nè. Đó, để mình có thể bước ra ngoài và cảm thấy tự tin hơn. Harry nghĩ là thật ra thì cái này chị em mình đang cần đó. Mấy cái đồ mà mình mặc đồ hơi hở hay gì đó. Harry cũng là thích dạng kiểu như là nó có cái tone up. Ví dụ như là ngoài cái tone up cream thì Harry cũng hay dùng những cái mà kem chống nắng mà nó có cái tone up nữa. Thì mình xài như vậy để cho nó cái tươi tắn, để cho mình đem cái mắt kính xong mình đi ra ngoài cho nó thoải mái. Chứ ngày nào cũng make up mình cũng thấy mệt, mình cũng thấy nặng nề. Nặng nề. Dạ. Nó rất là tiện. Còn chị Hương, ngày hôm nay em muốn được biết chi tiết một chút xíu. Tại nãy giờ em nghe chị nói hành anh Trung dữ quá, nhưng mà em chưa biết là cái bài toán mà chị mang đến cho anh Trung nó có khó không. Trung là một người bạn và một người make up artist rất là tài hoa. Thì thường thường Hương là người rất là ít vén kiểu lắm. Mình cứ tin người make up artist sẽ chọn một cái chủ đề đẹp nhất cho mình. Nhưng mà ngày hôm nay thì mình lại nghĩ lại, mình nói ủa sao vậy, bạn mình lâu ngày mình phải hành lại chứ. Nên là mình sẽ làm một cái dịp Noel ha. Mà đặc biệt là vì cái khí hậu của mình đâu có phải là cái khí hậu lạnh như là những nơi khác, nhưng mà mình cứ phải là giả vờ như là mình lạnh vậy đó. Thành ra đó là cái bài rất là khó cho Trung, để mà sao mà Trung làm Hương mà vừa nóng cũng được mà vừa lạnh cũng được, hoặc là người nào mà lạnh nhìn mình thì nóng mà người nóng thì nhìn mình là lạnh đó. Điều mà Hương đang mong muốn Trung sẽ dành cho Hương. Nãy giờ chị giải thích mà mình cũng không hiểu là chị cuối cùng chị muốn cái gì á. Nãy giờ mình không hiểu là cái não mình là đang là khó hoạt động lắm rồi. Cái này nó lại là một cái mà bạn nó mới hiểu nhau. Đúng rồi. Anh hiểu là chị Hương muốn gì. Anh hiểu không? Nó phải là mang cái hơi hướng nó trendy. Và khi mà nhìn vô á, nó phải làm sao nó có cái sự thú vị. Để cho nó thu hút được tất cả những cái mà sự chú ý của mọi người. Để cho ai mà cảm thấy nóng thì cũng cảm thấy nó lạnh. Và ai mà đang cảm thấy lạnh thì khi mà nhìn được cái sự thu hút đó, nó sẽ quên cảm giác lạnh, nó sẽ nóng lên. Anh nghĩ vậy đó, mà không biết là tín hiệu của chúng mình truyền qua truyền lại nó có bị lệch xíu nào không. Bạn cũng có khác, nói ít hiểu nhiều. Chị ơi, đây mới là tâm hồn đồng điệu với nhau. Sao tự nhiên mình hơi bị chơi lệch? Không, mình có những cái tâm hồn mình liên kết với nhau tâm mà. Tâm hồn chị ngày hôm nay là hai cái áo lông của mình là mình thấy là mình đồng điệu. Đúng, đúng không? Dạ. Em nghĩ là bây giờ là không còn cái gì mà chúng ta còn phải chần chờ thêm nữa. Đúng. Em cũng như là tất cả quý vị khán giả cũng đang rất là chờ đợi sự biến hóa. Một cái layout hoàn toàn mới dành cho chị Hương ngày hôm nay đến từ anh Nam Trung. Nhưng mà dành một ít thời gian để cho chị Hương vào bên trong tẩy trang nào và chuẩn bị được biến đổi, thì chúng ta sẽ cùng đến với một chuyên mục mà tất cả quý vị khán giả cũng rất thích, đó chính là bí quyết làm đẹp.
Chào mừng quý vị quay lại với chương trình Ảo Thuật Sắc Đẹp. Kính thưa quý vị, thật ra cái này là Harry thích nhất. Cái phần này là cũng là cái phần mà anh thích nhất đó. Ừ. Dạ. Và nghe nói hôm nay liên quan tới serum chống lão hóa. Em nghĩ đây là một cái sản phẩm mà phụ nữ của chúng ta cũng rất là quan tâm. Không phải phụ nữ không nha. Đàn ông ai cũng phải quan tâm. Nếu như muốn đẹp là phải quan tâm. Dạ. Bởi vì cái lão hóa là nó không có chừa bất kỳ một cái giới nào hết. Và đối với anh ấy, lão hóa nó là một bộ môn thể thao mình chơi ấy, là lão hóa xong là mình não hóa luôn. Vì nó có quá nhiều thông tin mình cần phải suy nghĩ. Tại vì thường á, khi mà nghe cái chữ lão hóa, trời ơi, bị lão hóa rồi là bị sợ không? Sợ cho anh. Là cái gì cũng vơ, cái gì cũng thử, test xong không được gì cũng buồn, buồn lại già thêm. Đôi khi thử mà sai cách nó còn lão hóa hơn. Chính nữa. Xác. Thế cho nên là cái chăm sóc da để chống lão hóa, cái việc đầu tiên là mình phải yêu thương bản thân mình phải lắng nghe cái cơ thể của mình. Thì mình phải nhìn thấy những cái dấu hiệu trên da của mình. Có những bé, nó mới chỉ có khoảng độ 20-21 rồi bắt đầu đã có vết nám rồi. Dạ. Nó bắt đầu có quầng thâm rồi, nó bắt đầu đã có những cái nếp nhăn ở dưới mắt rồi. Thì lúc đó thì phải sử dụng thôi. Em muốn nhắc nhở là cái tuổi ở trước đó thì có lão hóa thì có lão hóa, nhưng mà vẫn có cái sản sinh cái chất collagen, này nọ, đúng rồi. Dạ. Nhưng mà từ cái 22 tuổi trở lên thì lại là nó bị giảm. Và cái cơ của mình cũng vậy nha, trên 30 tuổi lại mỗi năm nó giảm. Cho nên trên 30 tuổi phải tập thể dục nhiều hơn để tăng cái cơ. Ừ. Để mình chúng ta không có bị giảm cơ nhiều. Nó là một cái luật của cái thiên nhiên. Cho nên mình không thể nào mà mình hoàn toàn cắt bỏ được. Nhưng chúng ta có thể kéo dài cái sự trẻ trung của mình. Và bây giờ chúng ta sẽ thử 5 chai serum chống lão hóa cùng với 20 cô gái có mặt hiện trường ở đây luôn. Và có chúng ta hiện sẽ... trường? Trời, em nghe em tưởng là đang ở trong một cái vụ án nào. Sao vậy? Sao vậy? Ủa, thì dùng từ như nào ta? Phim trường hoặc là trường quay. Vậy hả? Chị muốn cố gắng sang trọng mà nó cuối cùng chọn thì sao? Đây là vụ án gì biết không? Dạ. Người ta là chống nọ chống kia, đây là vụ án chống già. Bây giờ để từ bên em qua đi ha. Ôi, ê, cái serum này nó cái chất dưỡng nó nhiều quá nhở. Ừ, nhưng mà em thấy cái kết cấu của serum này á, sao nó hơi giống với lại kiểu kem dưỡng á, đúng không? Em thấy là hơi bị nhờn nhiều á. Ừ, tức là cái này xong rồi xài cái khác nữa đó. Là nó hơi bị kiểu như là... Quá nhiều. Dạ, quá nhiều. Bị dày. Nhưng mà mình thử xem cái độ thẩm thấu của nó được bao nhiêu nào. Dạ. Wow, nó sức xong là thấy bling. Ui da. Nó bóng mướt lên luôn à. Dạ. Hoặc là những người nào mà da quá nhờn thì một cái này thôi là cũng thấy cũng được luôn á. Ừ, em nghĩ là cái này sẽ phù hợp sử dụng vào buổi tối hơn. Còn nếu mà sử dụng vào ban ngày và thời tiết ở Việt Nam mình thì chắc là không được. Nhưng mà thật sự nha, đối với anh á, nếu mà buổi tối á, thì đây sẽ là cái sản phẩm mà anh lựa chọn. Tụi em chưa đủ cái độ tuổi giống như anh, cho nên tụi em không có hiểu là nó sẽ bị khô một cách rất là kỳ lạ đâu. Không, em cũng có, em cũng khô cái hai bên đây nè. Đây đúng không? Và dạ. Hai cái thái dương này nè. Dạ, dạ, trời dạ, ơi, dạ. Xong rồi á, đến một ngày nọ, cái em sờ lên cái chỗ mà giữa sống mũi với cái mắt đó, nó nhám luôn. Và lúc đó nó chỉ có những cái kem mà nó phải mướt như thế này nè. Ừ. Đắp lên, ngủ qua đêm, sáng dậy, cái da mình nó mới ổn. Và đây là sản phẩm B nha. Cái mẫu thử được bỏ trong hộp như thế này bởi vì kết cấu của sản phẩm này khá là đặc. Ừ. Nó không có chảy xuống được. Nó không dính luôn á chị, bởi vì nó giống như là rau câu á. Ơi, ô, nó giống như là cái, đúng rồi, cái rau câu nhỏ. Rau câu á. Nhưng mà khi mà thoa ra thì nó cũng thấm nè. Ừ. Độ thấm thì lại thấm nhanh hơn cái sản phẩm A. Ồ. Nó hơi dính nha. Dạ, hơi dính. Cảm giác cái da của mình nó hơi bị bí á. Vì nó tạo cái lớp màng ở trên á. Anh không thích cái cảm giác dính này lắm. Em cũng không có thích cái cảm giác dính này. C đi nè. Cái này mới mang lại đúng cái cảm giác là serum nè. Nãy giờ cái này là em cảm thấy là nó nhẹ nhất. Ừ, cái độ thoáng mà nó làm cho mình cảm thấy nó dễ chịu quá. Dạ. Đến sản phẩm này thì anh lại có cảm giác nó hơi giống cái toner mà có moisturizer. À, em thì cái cảm giác là nó có cái HA kiểu vậy. Tại vì cái cảm giác của HA luôn luôn nó có trên xí. Nhưng mà cho thời gian nó thấm xong rồi thì cảm thấy nó ổn nhiều lắm. Thoáng. Trời ơi, bây giờ này nó khô này, sờ nó thích lắm luôn á. Đó, Harry về. Ồ, cái này sao y như toner vậy ta? Cái này thì lại nó bị khô quá.
Kiến thưa quý vị, nãy giờ là chúng ta ai cũng thử sản phẩm trên tay của mình hết và cũng có những cái kết quả của riêng. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với lại phần mà tất cả quý vị khán giả cũng đang rất nóng lòng mong chờ, đó chính là phần biến hóa của phù thủy trang điểm Nam Trung. Lại phù thủy. Và hôm nay Harry cũng thích dùng cái từ đó. Em rất là tin anh. Có lên anh. Cố lên anh. Fighting. Fighting.